Thưa quý vị, chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 tại Hoa Kỳ. Trong kỳ bầu cử này, thì tiểu bang Arizona, các cuộc tranh cử mang tính địa phương như chức vụ thống đốc tiểu bang, dân biểu quốc hội liên bang, cũng như nghị viên tiểu bang hay giám sát quận hạt, các ứng cử viên đang chạy đua nước rút để tìm sự ủng hộ của các cử tri. Hôm nay, Vũ Nhân có mặt trong buổi vận động tái tranh chức thống đốc của tiểu bang Arizona của đương kim thống đốc ông Dick Ducey. Mời quý khán giả chia sẻ ý kiến của những người Mỹ gốc Việt, lý do gì họ đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Lý do tôi tái tranh chức thống đốc tiểu bang Arizona kỳ này, vì tiểu bang chúng ta đang trên chiều hướng phát triển nhanh nhất toàn quốc. Tôi muốn được nhìn thấy Arizona chúng ta có sự an toàn trong tương lai về mặt kinh tế, cũng như là tại những học đường và an ninh ở tại biên phòng và ngay trong khu phố của chúng ta, với một cái đà có được trong suốt 4 năm vừa qua. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm công việc này. Là người Việt Nam, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đến để ủng hộ tất cả tranh cử của các vị dân cử, để chúng tôi hy vọng rằng những vị tranh cử này sẽ giúp đỡ cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể nào vắng mặt trong buổi ngày hôm nay là buổi vận động tái tranh cử cho thống đốc Ducey. Tại vì thống đốc Ducey đã giúp đỡ, ủng hộ cho cộng đồng người Việt quốc gia rất nhiều. Trên phương diện cộng đồng người Việt quốc gia Arizona, chúng tôi ủng hộ tất cả các ứng cử viên, trong đó có đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, hoặc là đảng Independent. Ai ra ứng cử, chúng tôi vẫn ủng hộ. Vì vậy, trong 6 năm qua, cộng đồng người Việt quốc gia Arizona cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những vị ứng cử viên này. Một khi mà họ đắc cử, họ làm việc hết mình, góp công sức cùng cộng đồng người Việt quốc gia Arizona. Trong 4 năm qua, vị thống đốc Dick Ducey đã làm rất nhiều cho cộng đồng người Việt quốc gia Arizona chúng ta. Ông ta đã vận động các thị trưởng thành phố ở trong tiểu bang công nhận nghị quyết cờ vàng. Và hiện đến nay thì cộng đồng người Việt quốc gia Arizona chúng tôi đã nhận được 20 nghị quyết cờ vàng từ các thành phố, thành thị và một nghị quyết cờ vàng của ông Dick Ducey ban hành. Ngoài việc ban hành nghị quyết cờ vàng, thống đốc Dick Ducey cũng đã ban hành cho cộng đồng người Việt quốc gia Arizona nghị quyết công nhận tháng Tư Đen. Và ngoài ra thì ông ta cũng có ban hành nghị quyết công nhận lễ hội Tết Trung Thu là lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam sinh sống ở Arizona. Thống đốc Dick Ducey là người ủng hộ hết mình cộng đồng người Việt quốc gia Arizona của chúng ta. Mà hễ ai giúp đỡ, support, lắng nghe, ủng hộ và giúp đỡ cộng đồng chúng ta thì chúng ta phải sát cánh để mà ủng hộ cho họ, để họ đắc cử kỳ này. Đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, nếu người ta có cái lòng giúp đỡ người Việt Nam mình thì chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ. Chính trị của Mỹ đó là có qua có lại. Nếu mà mình hỗ trợ họ trong những lần mà bầu cử, ứng cử đó thì mai mốt mình mới có thể hỏi họ, yêu cầu họ, nghĩa là ủng hộ lại mình. Cộng đồng người Việt quốc gia Arizona của chúng ta cũng như là cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi, chúng ta muốn có tiếng nói mạnh thì chúng ta phải tham gia vào dòng chính bằng cách ủng hộ tất cả những ứng cử viên, bất kể đảng phái nào, khi họ ra tranh cử Dân Chủ hay là Cộng Hòa, miễn là người đó đồng hành cùng với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, lắng nghe những yêu cầu của chúng ta và cùng hứa hẹn là sẵn giúp đỡ chúng ta khi họ đắc cử thì chúng ta support người đó hết mình. Thưa quý vị, trong một nước dân chủ thực sự như Hoa Kỳ, lá phiếu của mỗi cử tri tại Mỹ rất quan trọng và có giá trị bình đẳng tuyệt đối. Mỗi lần chúng ta tiếp xúc với các vị dân cử để nhờ họ giúp đỡ, như thỉnh cầu điều gì, họ thường hỏi chúng ta có bao nhiêu cử tri và bao nhiêu người đi bầu. Như thế đủ biết là lá phiếu của người Mỹ gốc Việt rất quan trọng. Chúng ta càng đi bầu càng nhiều thì tiếng nói của cộng đồng người Việt càng mạnh. Vì thế, việc quyền lợi của cá nhân và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cũng như việc công cuộc vận động nhân quyền và dân chủ cho quê hương Việt Nam, chúng ta phải rủ nhau ghi danh đi bầu thật đông trong tháng 11 này. Đây là việc làm tương đối dễ dàng nhưng rất cụ thể và hữu hiệu mà ai cũng có thể làm được. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ tiểu bang Arizona.